Sau hơn 10 giờ đồng hồ di chuyển, đoàn tình nguyện Thừa Thiên Huế sáng nay đã ra đến thành phố Hải Phòng. Sau khi ổn định lực lượng, đoàn đã ngay lập tức bắt tay vào cùng người dân địa phương dọn dẹp, di dời cây cối gãy đổ và khuôn viên trường học tại thành phố Hải Phòng. Đoàn dự kiến hỗ trợ khắc phục thiên tai tại thành phố Hải Phòng từ 3 cho đến 5 ngày, sau đó tiếp tục điều phối lực lượng, kêu gọi thêm các hỗ trợ về nhân lực, vật lực để tiếp tục hỗ trợ các địa phương khác.